Việc khai trương chính thức dịch vụ 5G tại Bà Rịa Vũng Tàu là bước khởi đầu cho quá trình đầu tư phổ cập dịch vụ này tại tỉnh trong tương lai tới. Nhân dịp khai trương dịch vụ 5G tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho phép tôi thay mặt Viettel gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương lời cảm ơn chân thành vì đã luôn quan tâm ủng hộ Viettel trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn quý cơ quan báo đài, các đồng chí phóng viên của Trung ương và địa phương đã quan tâm đồng hành với Viettel trong những năm vừa qua và có mặt trong buổi hôm nay. Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.